Xe này chia sẻ với toàn thể các bác, đấy là bên em sang trực tiếp thành phố Hoa Phượng Đỏ mua về nhá. Xe còn chất lắm các bác ạ. Về độ đẹp của chiếc xe này thì sẽ cũng rất ít có, những con xe khác mà nó được sáng được đẹp như con xe này các bác nhá. Các bác nhìn xem, cặp đèn pha zin nguyên bản và bên trong các bác thấy là có đèn bi. Các bác nhìn xem cho em một số những cái vị trí cần thiết nhá. Và lốp này là lốp xịn và vẫn còn rất dày đây. Để các bác nhìn xem. Có xi nhan báo rẽ trên gương, các bác nhìn xem. Từ cái đèn xi nhan của xe là vẫn còn mới luôn này các bác này. Vỏ lốp sơn của xe thì rất là mượt mà rồi. Có thể là soi được gương các bác nhá. Tôn vỏ của dòng xe này rất là dày bởi vì đây là chiếc xe Nhật và được nhập khẩu nguyên chiếc luôn. Với phần form dáng là sedan hai đầu. Đây, đèn sau các bác nhìn xem này. Đèn sau đèn xịn. Đèn nguyên cũng còn khá là sáng và mới đây này, đúng không ạ? La răng đúc, phanh đĩa, phanh ABS 4 bánh các bác nhá. Chiếc xe này của em nó là chiếc xe với phân khúc là hạng C. Đấy. Mẫu này ngày xưa cũng khá là nhiều tiền đây. Và bây giờ thì chiếc xe này tuy rằng vẫn đẹp, vẫn chất, thế nhưng mà giá tiền đã xuống rất là nhiều rồi. Đấy, không bằng 1/3 luôn các bác ạ. Vâng, chỉ bằng một phần tầm khoảng 1/3 thôi các bác nhá. Là các bác mình đã có thể mình sở hữu cái mẫu xe này rồi. Các bác nhìn xem những cái phần nội thất bên trong các bác nhìn này. Đấy, rất là sáng và mới này. Ghế da xịn cao cấp nguyên theo xe, không hề bị rách sức chỗ nào các bác nhá. Đấy, đây các bác nhìn xem, ghế da zin theo xe luôn. Có cửa sổ trời đây. Dạ vâng. Và cần số tự động của chiếc xe đây. Đấy, rồi có màn hình Android cỡ lớn loại to đây các bác này, vào được cả Zalo, YouTube, Facebook các kiểu đây. Đấy, hệ thống điều hòa đây các bác nhá. Chiếc xe này của em được mang tên là Mazda 3 các bác nhá. Sản xuất năm 2010, đăng ký lần đầu là năm 2011 và 2013 thì anh chủ này mới lăn bánh. Được không? Em sẽ review quay cho toàn thể các bác mình ngắm và xem đối với mẫu xe này bên em. Đấy, chiếc xe mới về xong, mới về tại cửa hàng cập nhật, và hôm nay em lên sóng gửi tới toàn thể các bác xem, các bác ngắm cảm nhận đây. Mẫu xe cực kỳ lành. Đấy, cực kỳ bền. Đấy, rất bền máy nữa các bác nhá. Và tiết kiệm nhiên liệu, tiết kiệm tất cả những cái chi phí xong này các bác mình sử dụng đây. Máy của xe 1.6 thôi, cho nên là nhiên liệu dao động tầm khoảng là trên dưới 6 đến 7 lít trên 100 km các bác nhá. Đây là phần phía sau xe, biển số rất đẹp và dễ nhớ luôn này các bác này. Phía sau trang bị có mắt cảm biến chống va chạm và có camera lùi. Đấy, logo tem mác của xe này đủ hết. Các bác nhìn xem này. Nhìn chiếc xe chất, chỉ cần là nhìn qua một số vị trí thôi là có đã có thể đánh giá được chiếc xe rồi đúng không ạ? Đây các bác nhìn xem này. Chỉ cần là nhìn vào một số vị trí này thôi các bác đã đánh giá được chiếc xe rồi. Quá mới luôn các bác ạ. Và bên em hiện tại đang có hai con các bác nhá, một con màu trắng nữa. Vâng. Và dòng xe khác thì đang có rất là nhiều. Các bác hãy đến với bên em, địa chỉ 90.2 Trường Chinh, đối diện 225 Trường Chinh nhá. Đấy, của phường Tân Bình, thành phố Hải Dương. Em sẽ quay làm sao chi tiết và đầy đủ nhất cho các bác mình ngắm và cảm nhận về xe. Các bác đang quan tâm liên hệ cho bên em theo ba số hotline 0938586307 và 0389000555, 0335838389 lên ba số hotline của bên em các bác nhé. Các bác hãy lưu vào và khi nào cần thì mình hãy liên hệ. Cần bán đổi hoặc là mua xe bên em các bác liên hệ trực tiếp theo ba số đó để được sở tư vấn kỹ các bác nhé. Bây giờ thì em sẽ quay cho các bác mình làm sao chi tiết đầy đủ nhất cho các bác xem. Đấy. Vâng, dạ vâng, ok anh. Đây, các bác xem này, phần táp nô của dòng xe Mazda Nhật được thiết kế nhìn rất là hay và đẹp mắt đúng không ạ? Thiết kế nhìn nó cảm giác nó trẻ trung, thời trang, phong cách đúng không ạ? Đây các bác nhìn này. Thiết kế làm hai phần. Một phần ở trên đây, các bác thấy là có một số những cái thông tin được hiển thị đúng không ạ? Và vị trí ở dưới đây là khu vực mà thiết kế nó là hệ thống điều hòa. Đấy, những công tắc phím bấm điều hòa các bác nhá. Đây, màn hình cỡ lớn có camera lùi. Dạ vâng. Chìa khóa xịn nguyên bản theo xe. Có khóa khiển các bác nhá, các khóa khiển điều khiển từ xa đấy ạ. Và đây là cái cần số tự động zích zắc của chiếc xe. Vô lăng thì vừa rồi em cũng đã quay rồi đúng không ạ? Có phím điều khiển nằm ở bên đây. Rồi có túi khí nằm ở giữa các bác nhá. Đấy, vô lăng các bác nhìn xem, phím còi vô lăng của xe vẫn còn rất là mới đây. Táp nô của nó đây. Các bác nhìn này, táp nô nó đây. Táp nô cũng rất là mới luôn các bác nhìn này. Đấy, rất là mới luôn đây. Đấy, túi khí an toàn được làm bên đây nữa các bác nhá. Đấy, một túi khí bên kia, một túi khí bên đây. Và các bác nhìn xem cho em. Đấy, chất chưa? Đấy, chiếc xe rất là chất luôn này các bác nhìn này, nhựa nó đẹp chưa này. Và lý nó này các bác nhìn này. Lý trong vắt luôn nhá. Đấy, tem mác thứ còn nguyên này. Đây trần đây. Đấy, lý của nó này rất sáng các bác nhìn này. Không khác gì 2017, 18, 19 như vậy. Đấy.
Đây là một cái cốp các bác nhá. Vâng. Còn đây là cái tem. Tem này tem nguyên bản theo xe. Phần khung sườn vách cửa xe thì cực kỳ là đẹp luôn. Đây các bác nhìn xem. Hiện tại là không có hiện tượng là mục mọt. Đấy, không có hiện tượng mục mọt nhá. Về những vấn đề tai nạn đâm đụng cũng không có luôn. Nói chung là về thân vỏ chiếc xe này thì ok rồi. Các bác yên tâm nhá. Ngập nước thử kích cũng không có. Giấy tờ pháp lý cũng là rất là chuẩn luôn. Và với mức số tiền các bác bỏ ra nhá. Đấy, chỉ có 200 mấy thôi. Chưa tới 300 triệu. Toàn thể các bác đã có thể mình sở hữu và mua luôn cái chiếc xe Nhật nhập khẩu nguyên chiếc này. Đấy, xe Nhật chạy rất là cứng, rất là chắc. Đấy, chạy rất là đầm xe các bác nhá. Tôn vỏ cũng vậy, rất là cứng chắc và bền bỉ đây. Đấy, gõ kêu lon con các bác nghe này. Đấy, ok chưa? Làm sao là chi tiết nhất cho các bác xem nhá. Đây có xe này, keo chỉ của xe này, các bác nhìn này, keo chỉ của nó vẫn còn zin này, tem vẫn zin này, gioăng cửa xe vẫn rất là mới này. Đấy, gioăng zin nhá các bác nhá, gioăng zin này luôn, gioăng zin luôn. Và các bác nhìn xem những cái vị trí da này của xe là không hề bị xấu kém này, tay cầm tay nắm tay bám của xe nó cũng chưa bị mòn bợt này. Đấy, đúng không ạ? Cái chất liệu phần nội thất thiết kế ra bây giờ vẫn còn rất là mới đây, đúng không ạ? Không hề bị hiện tượng là xuống cấp, đúng không ạ? Đây các bác nhìn xem nhá. Đây. Bu lông cánh cửa này là chưa bị vặn này. Những vị trí nhựa các bác xem vẫn còn rất là đen này. Đấy, cũng chưa bị bạc ố này. Cột kèo zin nhá. Đinh tán không mất một cái đinh nào luôn. Không mất một cái đinh nào cả các bác nhá. Ghế da theo xe luôn. Đây em quay các bác xem kỹ một chút. Ghế da nếu mà ngồi nhiều đấy ạ thì nó sẽ bị kém rách và nó nứt xấu luôn rồi, đúng không ạ? Nhưng các bác nhìn này, từ cái phần cạnh này cho đến phần mặt ngồi các bác nhìn này, ghế da của nó vẫn còn rất là đẹp, căng nguyên. Các bác có thể so sánh chiếc xe này của bên em với lại một số mẫu xe khác đang được bán trên thị trường nhá. Vâng, đây các bác nhìn xem da nó được như này cơ mà. Đây là phanh tay. Đấy, chỗ này là để cho mình đựng nước, đựng đồ đây. Và cốp đây cũng là đựng nước, đựng đồ các bác nhá. Các bác xem kỹ vào xong rồi mình cùng đánh giá và cùng nhau tham khảo và cùng nhau so sánh đưa ra quyết định các bác nhá. Tiếp theo đây, các bác nhìn xem. Chất xe nó đẹp. Nhìn nước qua thôi. Nhìn nước qua thôi là mình đã có thể là cảm nhận thấy rồi, đúng không ạ? Đây, các bác nhìn nhá. Chất xe đẹp chưa? Các bác xem thêm cứ bảo bên em gửi hình, gửi video cho. Để cho các bác mình cảm nhận thêm. Đây, đẹp như thế này cơ mà. Nhiều con vị trí này là xấu rồi các bạn, không được sáng như này đâu nhá. Xe tuy rằng là không là đời không cao, là tiền thì không nhiều này, thế nhưng mà chất của xe vẫn còn rất ok. Chất của xe vẫn còn rất đẹp. Này, các bác nhìn xem nhá. Ghế da này, ghế da theo xe luôn đấy ạ, nhưng mà là ghế da làm lại đâu các bác nhá. Ghế da theo xe. Bác nào mà nhìn quen nhìn là biết ngay là ghế da xịn hay là ghế da đã tay. Đúng không ạ? Ghế da thay nhìn nó khác ngay đúng không ạ? Tùy tay và đựng đồ đây. Vị trí này cũng là đựng đồ phía sau cho các bác mình luôn các bác nhá. Đấy, trần lý của xe rất là mới, rất là lép luôn các bác nhìn này. Lát nữa sẽ đến phần gầm và phần máy nhá. Cửa đóng chắc lịch. Dòng này thì quá ok rồi, các bác dùng yên tâm rồi. Đi xa đi gần không phải lo lắng suy nghĩ gì về chất lượng xe các bác nhá. Và những dòng xe này thì có thể đi lâu dài đây. Đấy, form dáng nó cũng không hề bị mất mốt đúng không ạ? Form dáng của dòng xe này em thấy là vẫn còn rất là giữ. Dòng xe Mazda thì cả như là Mazda này cũng thế này, Mazda này cũng thế này. Nó rất là giữ dáng luôn đúng không ạ? Không hề bị mất dáng. Đấy, các bác xem nhá. Các bác xem. Đấy, khung mà khung vỏ thân sườn xe đây. Ok chưa ạ? Kính của xe bọc dán xung quanh rồi. Và đây là phần trên nóc của chiếc xe. Rồi ok nhá các bác. Các bác xem cho em đến cái phần đầu xe xong rồi đến phần máy, phần gầm, lỗ sắt bên kia nữa đúng không ạ? Đây. Giàn lốp khá dày luôn mà là lốp nít xi lanh luôn các bác nhá. Lốp xịn. Lốp này mua khá đắt tiền đấy ạ, chứ không phải giống như là lốp rẻ tiền đi ồn thôi các bác nhá. Lốp này đi rất là êm, nó không bị ồn, nó không bị dội tiếng vào bên trong xe. Khi mình lái là cái độ bám đường nó cũng rất là cao nữa. Đây phần đầu đây các bác này. Chiếc xe thiết kế với cái phần mặt cười đúng không ạ? Mặt cười đấy các bác nhìn này. Đây, mặt cười rất là đẹp luôn này. Rất là khỏe xe đúng không ạ? Đèn đây các bác nhé, các bác nhìn đèn đây rất là mới luôn, sơn xi bóng mượt, đăng kiểm tháng 9 năm 23 luôn này. Đây tháng 9 năm 23 luôn nhỉ. Đấy rất dài nhá.
Bên đây cũng vậy, từ cái đèn cho đến cái phần ốp xi nhan các bác nhìn này. Đấy, rất là sáng đẹp. Ok, các bác đang xem video này, mình đang dành tay cho em xin những cái lần like và những cái lần chia sẻ nhá. Xin cảm ơn toàn thể các bác rất là nhiều. Bác nào chưa đăng ký kênh YouTube bên em thì mình đăng ký và nhấn theo dõi, nhấn thêm hình quả chuông nữa để xem thêm những chiếc xe mới của bên em đang lên theo hàng ngày, hàng giờ, hàng tháng các bác nhá. Rất là nhiều xe luôn. Và bác nào trên Facebook thì hãy nhấn theo dõi, nhấn like và chia sẻ ủng hộ em nữa. Em cảm ơn bác rất là nhiều. Các bác mua xe bên em trong đợt này thì bên em cũng sẽ để giá làm sao tốt nhất cho mình thôi nhé. Giá rất tốt cho mình trong thời điểm này luôn. Và đây các bác nhìn xem, logo rất đẹp này. Biển số dễ nhớ đúng không ạ? Bác nào mà không muốn sang tên đổi biển bên em có thể là giữ lại biển cho các bác mà làm giấy mua bán thôi. Giấy mua bán là mình có thể giữ nguyên được biển thôi. Có xi nhan ở phần sườn nữa đây các bác này. Đấy. Kính này vẫn là kính zin nhé. Kính đẹp nhé. Chỗ này em quay rồi. Đẹp kính cái thứ của xe các bác nhìn này, không hề cong vênh gì hết. Kính của xe thì không xước này các bác này. Tay cầm thì nắm bám này, mở, đóng mở rất là nhẹ nhàng nhé. Mấy anh cứ xem đi nhé, có gì tí nữa. Vâng. Ok các bác xem thêm chỗ này, đang có mấy khách anh. Anh ơi anh đứng xa để em quay cho nó đỡ vướng. Vâng. Các bác nhìn nhá, keo chỉ của xe là không bị mất đâu. Vẫn còn nguyên đây các bác này. Tất cả bốn cánh, cabo rồi cốp cũng vậy, không bị hề bị mất một phân nào các bác nhá. Không bị mất một phân nào cả. Những cái đồ nhựa, đồ da của xe nó phải nói là như là xe đời mới luôn các bác nhìn này. Như là xe đời mới luôn này, chỗ này có loa này. Gương kính điều chỉnh điện được làm ở đây và có chế độ cục gương tự động khi mình ấn vào nút này các bác nhá. Các bác nhìn xem da đẹp chưa? Loa âm thanh nghe như sàn luôn. Những con bu lông ốc vít ở phần vách cửa, tất cả những vị trí khác nữa, bu lông ốc vít của xe nó rất là sáng luôn các bác nhá. Cả như khoang máy cũng vậy, khoang máy rất đẹp, tiêm quay cả khoang máy cho các bác xem. Sàn mọc da, lót thảm trải sàn trên rồi. Chỗ này là mở xăng, mở cốp, mở cabo ở đây các bác nhá. Tem này vẫn nguyên này. Móc khóa, chốt khóa xe rất là sáng các bác nhìn này, vẫn chấm sơn này. Rất sáng mà còn chấm sơn luôn. Cột kèo zin nhé. Bên em kiểm tra toàn bộ, test hết tất cả về chiếc xe rồi. Về mình yên tâm luôn rồi. Các bác mình có thể cho thợ, cho người kiểm tra thoải mái đối với mẫu xe này nhé. Để các bác nhìn xem, tiếp tục xem. Đấy. Vâng. Đây các bác xem này. Ok chưa, đồ nhựa đẹp chưa? Đấy, như đời cao luôn các bác nhìn này. Rất mới đúng không ạ? Rất là sáng và mới luôn này, các bác nhìn. Bốn kính điện lên xuống cực kỳ êm các bác nhá. Em đã thử rồi, em đã thử lên thử xuống rồi. Lên xuống cực kỳ nhẹ luôn. Chạy khỏe mà nó không có tiếng kêu gì ở phần kính các bác nhá. Đấy, cho xem nữa này. Đấy, cột kèo đây. Review như vậy cho các bác mình xem tương đối là đầy đủ chi tiết đúng không ạ? Trước này các bác cứ bàn về giá cho em thôi, còn về chất lượng xe thì yên tâm thôi, yên tâm hoàn toàn luôn. Khi mình muốn thông cái đường này về phía đằng sau thì mình có thể là làm một động tác như này cho em. Đấy, là có thể thông thương về phía sau rồi các bác nhá. Và phía sau là một cái vị trí cho mình đựng đồ, cái khoang đựng đồ của chiếc xe. Cửa đóng các bác nghe này, chắc tiếng luôn. Em mở cả cốp, mở cả cabo cho các bác xem luôn nhá. Đấy, mở cả cốp, mở cả cabo cho các bác xem toàn bộ. Gầm nữa, đây, gầm và tiêm quay luôn. Cốp em cũng đã giật lẫy rồi, cabo cũng vậy, đã kéo lẫy rồi nhá. Tí việc chỉ việc là lâm lên thôi. Các bác nhìn xem, nước sơn thân vỏ xe thì căng nguyên đều đặn, không lỗi các bác nhá. Cam kết bảo hành cho các bác luôn là xe không lỗi tai nạn đâm đụng gì cả. Yên tâm như vậy, sai vì em nhận lại xe cho. Đấy, vâng. Còn đây là cốp phía sau xe. Đây, cốp phía sau đây. Đấy, khoang lý của nó đây. Khoang lý của nó vẫn còn rất ok đẹp này. Lốp dự phòng được đặt ở dưới cùng này nhá. Đây, lốp dự phòng đây các bác này. Lốp dự phòng nó nhỏ nhỏ này thôi. Và các bác nhìn xem cái phần sàn của xe nó vẫn còn đẹp như này này. Đấy, xanh biếc luôn đúng không ạ? Máng nước các thứ này các bác nhìn này. Gầm luôn nhá, máy luôn nhá. Đây, gầm đẹp như này cơ mà. Đấy, các bác nhìn này. Gầm đẹp chưa? Không mục mọt, bóp méo gì. Gầm chạy chắc lịch nha các bác. Gầm chạy rất chắc luôn. Em mời các bác xem nốt phần máy gầm. Các bác xem này, máy đẹp chưa? Máy lổ êm du nhá, máy cực chất nhá. Bên em đã kiểm tra máy số rồi. Máy số rất là ngon.
máy số ngon luôn. Vâng, và đây cabo này, cabo tem nguyên và là lý nguyên này, keo chỉ zin các bác nhá. Đèn của xe rất là sáng. Mẫu này phụ tùng thì lại rất là rẻ và nhiều các bác nhá, sửa chữa nó cũng rất là dễ. Mẫu xe Mazda với dòng xe Toyota thì quá ok thôi, đúng không ạ? Đây các bác xem phần gầm tiếp theo. Đấy. Gầm ok như vậy mà, đúng không ạ? Đấy nhá. Vâng, em đã quay xong chiếc xe rồi. Bây giờ thì em sẽ cho các bác mình biết một số thông tin. Đấy, như là về vấn đề vận chuyển hoặc là rút hồ sơ sang tên đổi biển đi. Thì bên em sẽ hỗ trợ cho toàn thể các bác mình bất cứ đâu trên mọi miền của Tổ quốc Việt Nam các bác nhá. Đấy, và bên em có đổi và có thu mua lại tất cả các dòng xe ô tô cũ đã qua sử dụng các bác cứ mang đến em thu mua và đổi cho các bác mình giá hợp lý. Vâng, với lại về vấn đề là gì đó, về vấn đề là bác nào mà muốn xem thêm video khác của bên em đi thì các bác mình hãy nhấn đăng ký theo dõi nhé, để xem thêm video mới nhất của bên em đăng lên theo hàng ngày hàng giờ. Và các bác muốn xem thêm hình ảnh thì hãy kết nối Zalo bên em để bên em gửi hình ảnh qua Zalo cho các bác mình xem nhé. Đấy, mọi thắc mắc, mọi thông tin, mọi vấn đề cần giải đáp các bác mình cứ alo rồi kết nối Zalo để được làm sao rõ ràng nhất. Giá bên em đưa ra thì bên em vẫn còn lùi, vẫn còn bớt thêm, các bác mình cứ alo đi để bên em bớt giá hợp lý tốt nhất cho mình các bác nhá. Vâng, video này em quay xong rồi, xin được tạm dừng video ở tại đây. Và em sẽ quay trở lại với các bác mình trong những chương trình video lần tiếp các bác nhé. Xin cảm ơn ạ.